Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người củ chi Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một con cái xin chữa nha các bạn Và một con cái kem Đứng trước mặt bạn là cái xin chữa nè các bạn Đây xin chữa tướng đầy đà nha các bạn Chữa 7 tháng nha Chữa 7 tháng bò kem nha các bạn Chữa 7 tháng bò kem Chữa 7 tháng bò kem chủ báo giá là 28 triệu cho các bạn đang ôm chữa lứa thứ tư nha các bạn chữa bảy tháng bò kem đang ôm chữa lứa thứ tư cậy đua hết thuốc các bạn lưng thẳng băng đòn dài sọc nha các bạn cao tầm mét ba bò có nha các bạn Đó, cao tầm mét ba bò có Đó, 28 triệu chữa bảy tháng bò kem nha các bạn đó, đang ngâm chữa lứa thứ tư nha các bạn Rúng trền, búng vú điều Yếm dày cuôi Còn đây là cái kem mà các bạn Kem F2 nha các bạn Cái kem F2 Con này thì chủ bố giá là 15 triệu 500 ngàn nè các bạn Cái kem F2 15 triệu 500 ngàn Cao cũng được tầm 1 m 02 1 nha các bạn Dò cẳng rồi xương sóc thì lớn nha Đòn cũng có nha các bạn 15 triệu trong ngàn Kem F2 Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp Qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn Cái kem mà chủ bố giá là 15 triệu 500 ngàn các bạn Kem F2 nha Dòng F2 nha các bạn Đòn dốc thì khỏi chê nha các bạn Cao tầm 1 m